Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Các bạn đã tới hòn đảo cô đơn để câu cho mình một con cá đuối buồn chưa? Thì ra chỗ đây câu thì nếu mà được phóng vốn thì khả năng các bạn sẽ được một con cá đuối buồn ha. Nhưng mà đang câu các bạn ơi, có một bạn gửi cho mình một tấm ảnh có nhà mới. Ui, cái nhà mới này các bạn coi này, xịn không các bạn ơi? Nhà 3 lầu luôn. Ui, và 1000 slot luôn các bạn, cho các bạn tha hồ để decor luôn. Thì nó cũng giống như nhà của 54k thôi ha. Nhưng mà cái này chắc là mắc tiền đó các bạn ơi. Để mình bán cá đi, mình đi bán cá, mình về mình coi thử là mua được không nha mọi người. Đi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi bán cá đã. Quay hôm bữa giờ thì mình câu cũng hơi bị khá nhiều cá rồi đó các bạn ơi. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ đi bán cá ha. Hôm nay có quà đăng nhập đó mọi người. Ui, trứng câu gâu này các bạn ơi, trứng câu gâu ha. Ui, một xíu nữa mình sẽ về mình mở nữa các bạn. Wow, trứng câu gâu rất kiểu nữa. Đi thôi, đi bán cá đó mọi người ơi. Bữa giờ thì mình câu cắp vào sát thủ nè, với mấy con cá mới các bạn đó. Cá mập uy tinh mình đang cầm này, xíu về bán luôn các bạn ơi cho đủ tiền ha. Bây giờ mình đang có 74.000 nè. Bán cho đủ hơn 100.000 để về có thể mua được nhà rồi đấy. Ui, tự nhiên mới sáng nay mình chưa biết gì hết các bạn. Đang câu cá thì có bạn gửi ảnh cho mình có nhà mới. Ui, xịn, nhà này cũng xịn rồi nha. Nhà này không biết là mình mà mua nhà còn chưa tiền là mình đề con một ít nữa các bạn. Ui, quá đã luôn á ha. Rồi, bán cá nào các bạn ơi, bán cá. Không biết là lần này mình bán cá được bao nhiêu tiền nữa. Ui, rồi, ông bán cá lại lắc nữa rồi mọi người ơi. Trời đất ơi, ông mua cá số lượng lớn mà lắc thế này là chết rồi. Thế rồi các bạn, hôm nay thì các bạn coi mình bán những con cá gì ha. Và đếm giúp mình là hôm nay bán được bao nhiêu con cá nha mọi người. Đấy, cá mập yêu tinh đây các bạn, có vương miệng luôn ha, mình bán luôn rồi mọi người. Cá nhắm búa nè, bán luôn. Cá voi sát thủ mình bán luôn, 3 con cá voi sát thủ. Bữa mình câu 3 con liên tiếp nè các bạn. Trời đất ơi, một buổi thầm câu được 3 con cá voi sát thủ. Rồi, mấy cá tím rồi, cá hiếm rồi quá trời luôn ha. Đâu, được bao nhiêu tiền? 25.000 các bạn ơi, hơn 25.000 ha. Ui, bán luôn. Ây da, tiếc là tiếc bán cá voi sát thủ ha. Ui, bán nữa nha các bạn ơi. Được 100.000 nè, đủ có thể là nếu mà nhà này 100.000 là có thể mua được rồi các bạn. Hoặc là nếu bằng kim cương thì bữa giờ mình tích cũng 400 mấy rồi. Ui, lên 110 rồi các bạn. Đã nha, chắc là đủ tiền mua nhà rồi các bạn ơi. Đủ tiền mua nhà rồi. Rồi các bạn đến cho mình là bán bao nhiêu con cá, comment phía dưới giúp mình nha. Ui, chuẩn bị lên 130 rồi các bạn ơi. Ui, 130 luôn rồi, dư tiền là có tiền được coi nhà luôn rồi các bạn. Rồi, lên 140 các bạn ơi, số đẹp ghê. 1399, trời đất ơi. Rồi, về mua nhà các bạn ơi, về mua nhà. Gấp các bạn, gấp. Trời ơi, nhà đẹp quá mà phải mua decor liền các bạn. Ủa, rồi cái nhà đâu? Ủa, nhà 1000 slot. Ủa, cái nhà đó mọi người. Ngàn slot có hai cái nhà này chứ mấy. Do, vậy là cái nhà này chưa bán hả? Ủa, để mình hỏi bạn này lại thử ha. Tự nhiên ở đâu ra có một cái nhà mới trong đây ra, sao mình không thấy vậy mọi người? Đây, để mình ra mình hỏi thử. Và mình đã quay trở lại rồi nè các bạn ơi. Thì mình đã tìm hiểu rồi nguồn gốc của tấm ảnh này. Thì ở trong TikTok của bạn NoHop ha. Thì mình đã vào TikTok và lướt xem video hết rồi các bạn. Mình không tiện để đưa video lên đây tại vì bạn NoHop này mình chưa xin phép. Thì mình có mấy tấm ảnh này, thì trong đó có hai tấm ảnh của cần câu mới đó các bạn. Cần câu hồng hạc nè, ui, cần câu ếch nè. Ui, nhưng mà mấy tấm ảnh này chỉ là ghép cho thôi mọi người ơi, không có là sự thật ha. Thì bạn này có quay video lại luôn, nhưng mà đây chỉ là một bản mod thôi mọi người, mod skin thôi. Kiểu như các bạn chơi liên minh hay liên quân vậy đó, hay mod skin vô mấy con tướng của mình chơi á. Thì ở đây cũng tương tự ha. Thì nhưng mà các bạn NoHop này bạn có một cái bản mod rất là xịn, các bạn có thể mod vô game rất là hay luôn. Bạn NoHop này có video mod kim cương nữa mà, trời ơi, bắn mod một cái lên 999999 kim cương rồi. Nhưng mà xài không được mấy bạn ơi, chỉ là mod cho nó đẹp thôi, chỉ mình nhìn thấy thôi chứ mọi người xung quanh là nhìn không thấy ha. Mod cho nó ngầu vậy thôi các bạn ơi. Thì hai cần câu này mình cũng nói thiệt cho các bạn là mình đã nhìn thấy cách đây một tháng rồi, điêu làm chó luôn, mình cứ tách đây cả tháng rồi. Cho nên là các bạn thử suy nghĩ logic đi, thì nếu mà hồi bữa ra cá mới thì chắc chắn là nó sẽ ra cần câu mới rồi, không có lẽ nào mà đợi tới bây giờ mới ra được các bạn. Thì bây giờ thì mọi người câu chán rồi đúng không, các bạn ra hối xanh đi. Hồi bữa rất là đông luôn, trời ơi đông nghẹt luôn các bạn. Bữa nay ra được lê que được mấy người đó, các bạn cũng đủ hiểu rồi ha. Cho nên là nếu mà các bạn xem được clip này thì các bạn cũng đừng có mong chờ cần câu mới hay nhà mới gì ha. Thì mình đã xác nhận rồi các bạn ơi, không có đâu, thì các bạn đừng có mong chờ làm gì ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào để mà mở quả trứng ngày hôm nay nha các bạn.
bữa giờ toàn là trứng meo 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 không. Hôm nay thì có một quả trứng mông mâu. Hôm nay thì có một quả trứng gâu gâu, không biết là có hên hay không này các bạn ơi. Vào ha, vào ha. Ui, đây 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 này, mở một quả trứng nha các bạn. Đây thì mình bỏ quả trứng gâu gâu chưa ha. Đây hồi bữa mở ra con trứng thỏ su ghê các bạn ơi. Trời ơi ơi, quá trời người vô ấp luôn, không biết ra có trứng xịn không này các bạn ơi. Đây mình có cái này chăm sóc luôn mọi người ơi. Rồi, ấp nhanh luôn, ấp nhanh luôn. Ui là trời, ui là trời, ui là trời. Chó gì đây, chó gì đây, chó gì đây mọi người ơi. Con chó gì đây, chó hiếm đi cho nó xịn các bạn. Ui là trời ơi, chó bò pháp các bạn ơi. Tới công chuyện luôn. Và sáng hôm nay trên trang fanpage của Play Together Việt Nam, các bạn có một cái event nhỏ để cho các bạn tham gia ha. Wow, là 20 kim cương cho 30 người. Ôi là trời, hơi bị khó trúng nha mọi người ơi. Và các bạn comment đáp án của mình nè, để mà ghét vô tấm ảnh này nha các bạn ơi. Kaya Island này, thì theo như mình nhìn thấy thì hình như là đáp án C đúng không các bạn. Thì bạn chọn đáp án gì thì hãy comment bên dưới nha. Và để cho mọi người cùng biết. Và vô comment ở trên fanpage của Play Together Việt Nam nha các bạn. Vào đó comment để có cơ hội nhận được 20 kim cương. Thì cũng là hên xui đó các bạn ơi. Và các bạn chú ý là comment đáp án kèm với tên in game nha các bạn, để cho nhà phát hành biết và tặng quà cho các bạn ha. Cũng như video của mình thôi, thì tặng quà cũng vậy thôi nha mọi người. Rồi, sang tuần mới thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng đăng nhập mới luôn ha. Thì trong tuần này thì các bạn sẽ được 40 kim cương, 3.000 tiền. Và các bạn lưu lại hình để mà nhớ mà đăng nhập vào để nhận thưởng nha mọi người. Thì trứng gâu gâu thì mình đã nhận hồi lúc sáng rồi nè. Ui, thì các bạn nhớ lưu lại nha. Bữa sáng hôm nay thì mình không thấy thông báo đào kho báu mọi người. Chắc hình như tuần này không có đào kho báu hay sao ấy. Rồi, đến chương trình như mọi ngày ha. Thì mình đã random 4 comment hôm qua để mà chọn ra 4 bạn nhận đồ ha. Thì bạn đầu tiên đó là bạn Hưng Nguyễn Ngọc nè. Với có mã 71 luôn ha. Chúc anh có một ngày tốt lành và hạnh phúc bên gia đình nha. In game là Khoa 2K1 tôi nè. Anh tặng em bộ đồ Tết. Thì bạn Khoa này thì mình cũng đã tặng rồi ha, một bộ nè. Rồi, bạn thứ hai đó là bạn Thu Ngọc, cũng có mã 71 luôn. Với comment là tên là Ngọc Barbie 08 nè. Chúc anh một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nha. Happy New Year. Và là bộ đồ ok lương thì mình cũng đã tặng cho bạn Ngọc Barbie luôn rồi. Thì tiếp theo sẽ là bạn Thiên Long, cũng có mã 71 luôn ha. Em chúc anh đủ càng ngày càng nhiều sức khỏe và bên gia đình hạnh phúc và phát tài phát lộc. Tên là Phúc Đây không sớm gì đó, FF không sớm gì các bạn. Và bộ đồ Tết, rồi mình cũng đã tặng cho bạn Phúc vô một bộ đồ luôn rồi. Rồi đến bạn cuối cùng là bạn Hải Nguyễn Tiến nè, với comment là có mã 71 luôn ha. Em chúc anh năm mới vui vẻ và có nhiều video cho bọn em. Anh tặng em bộ đồ ngủ tên là Các con mèo của Te, mãi là fan của Viking. Rồi thì mình đã tặng cho 4 bạn luôn rồi nha các bạn. Bạn nào chưa nhận được bộ đồ ngủ hay là chậu bom nữa thì hãy comment bên dưới nha. Với mã bí mật hôm nay là 08 nha mọi người. Và comment một cái gì đó nè, tên in game nữa ha, để cho mình biết mình tặng quà là tên món quà các bạn yêu thích nữa, bộ đồ hoặc là chậu cây. Và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Và bấm chuông thì càng tốt nha mọi người. Bye bye. Put up, 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 put up